Thưa các đồng chí, thưa quý vị và các bạn, kiểm soát quyền lực đang là một yêu cầu cấp thiết đối với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng hiện nay. Tuy nhiên, muốn kiểm soát quyền lực ngoài chủ trương chính sách của đảng, trước hết phải kiểm soát cơ quan, đơn vị, cá nhân trực tiếp làm công tác tổ chức cán bộ. Kết luận số 50 ngày 28 tháng 2 năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã nêu rõ một nhiệm vụ giải pháp, đó là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, thanh tra của chính quyền các cấp, giám sát của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức. Để làm rõ hơn nội dung này, Truyền hình Nhân dân thực hiện chương trình luận đàm với chủ đề tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tổ chức cán bộ. Có mặt tại trường quay lúc này, tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thành Can, nguyên Phó trưởng khoa Tổ chức và Quản lý Nhân sự, Học viện Hành chính Quốc gia. Ngay bây giờ xin mời hai vị khách mời, xin mời quý vị khán giả cùng dõi theo một câu chuyện đáng chú ý. Năm 2013, sau khi du học từ Trung Quốc, bà Trần Huyền Trang sinh năm 1990 là con gái của Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan về làm chuyên viên của Thành đoàn thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Sau đó được vào biên chế thông qua xét tuyển. Năm 2014, bà Trang được bổ nhiệm giữ chức Phó Bí thư Thành đoàn thành phố Vĩnh Yên. Đến giữa năm 2016, chuyển sang làm chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 2017, bà Trang được cử đi học ở Singapore. Năm 2018, bà Trang trở về nước và được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng phòng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, rồi đảm nhiệm vị trí Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp thuộc Sở này. Tại phiên họp thường kỳ Ủy ban Nhân dân tỉnh tháng 2 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã công bố nhiều quyết định bổ nhiệm cán bộ, trong đó có quyết định bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Như vậy, chỉ vỏn vẹn chưa đầy 8 năm vừa đi làm vừa đi học, bà Trần Huyền Trang đã 4 lần được bổ nhiệm chức vụ từ chuyên viên lên Phó Giám đốc Sở. Ở tuổi 31, bà Trang trở thành một trong những nữ Phó Giám đốc Sở trẻ nhất tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, trong các ngày 18, 19, 22 tháng 3 năm 2021, tại kỳ họp thứ 2, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo kết quả kiểm tra về công tác cán bộ tại tỉnh Vĩnh Phúc thời gian qua. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định về trách nhiệm nêu gương và các quy định của Đảng, Nhà nước trong việc bổ nhiệm một số cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Từ đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thu hồi, hủy bỏ các nghị quyết, quyết định không đúng quy định về công tác cán bộ, đồng thời kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân có liên quan. Ngày 18 tháng 6 năm 2021, thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Lê Duy Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ký văn bản thu hồi quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với bà Trần Huyền Trang. Lý do Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc thu hồi quyết định này là do cán bộ được bổ nhiệm không đủ tiêu chuẩn, điều kiện. Sau khi bị rút quyết định, bà Trần Huyền Trang đảm nhiệm chức vụ Phó trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Theo các vị khách mời, thì vì sao mà cả 4 lần bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang đều có sự đồng thuận rất cao, và mặc dù là không đủ điều kiện tiêu chuẩn nhưng dường như không có bất kỳ một sự trở ngại nào? Có một cái sự tác động, mà cái sự tác động đây có thể là công khai hoặc không công khai, trực tiếp hoặc gián tiếp, dẫn đến là làm cho cấp ủy cấp dưới, cán bộ cấp dưới là sợ bí thư tỉnh ủy, rồi nể nang bí thư tỉnh ủy. Đấy là nguyên nhân thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai là cái sức chiến đấu của cấp ủy đảng các cấp ở Vĩnh Phúc trong thời điểm đó, mà theo tôi là mất sức chiến đấu hay là sức chiến đấu chưa cao. Cái việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong cấp ủy cũng không cao.
Cho nên nó dẫn đến cái tình trạng là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm các cái quy trình, quy định về bổ nhiệm cán bộ. Chúng ta nên lưu ý, đấy là vai trò của hệ thống chính trị, vai trò giám sát của các cơ quan cũng chưa kịp thời, chưa giáo diết đấy. Đặc biệt là các dư luận đã có, nhưng mà hình như là chúng ta cũng chưa xử lý đến nơi đến chốn. Chính vì vậy mà vụ việc lại được đẩy lên cao. Xin được hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, có ý kiến cho rằng là việc bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang thiếu sức thuyết phục bởi vì không xác định rõ được năng lực nổi trội, thành tích nổi bật của cán bộ trẻ. Chúng ta cần phải khắc phục cái khiếm khuyết này như thế nào? Trường hợp này là một trường hợp cụ thể, chưa thể hiện được cái năng lực lãnh đạo, quản lý để tổ chức thực thi công vụ tốt. Cũng có thể là cô ta được đào tạo, cũng được trải qua một số những cái vị trí từ nhỏ đến lớn. Nhưng mà quá trình thực thi, những cái phần đánh giá của các đơn vị, của các cá nhân, nó chưa thể hiện rõ là cái người là có cái năng lực lãnh đạo quản lý. Bởi vì anh em chúng tôi thường thường nhấn mạnh vào thế này, bản thân anh có những cái năng lực trong thực thi, nhưng những năng lực này phải thể hiện bằng cái hiệu quả công tác, bằng những trải nghiệm, những kinh nghiệm của anh, và được tổ chức, được nhân dân công nhận và có những cái ghi nhận. Rõ ràng ở đây chúng ta thấy có những vấn đề mà chúng ta thấy rằng này, thực hiện đúng quy trình. Người ta bảo là 5 bước, tôi làm 5 bước. Nhưng đằng sau đó chúng ta làm chưa chuẩn, chúng ta vẫn bị một áp lực nào đó, hoặc là những người làm quy trình này muốn ghi điểm, muốn ghi công với ai đó, đâm ra là lợi dụng cái quy trình này. Như vậy là tình trạng bổ nhiệm sai quy định đã xảy ra như ở tỉnh Vĩnh Phúc thì có thể nói là không phải là một trường hợp cá biệt. Điều này cho thấy những quan ngại trong việc là chúng ta kiểm soát quyền lực về công tác tổ chức cán bộ. Để cho những trường hợp như vậy không tái diễn, chúng ta cần phải tăng cường kiểm tra công tác tổ chức cán bộ như thế nào và đâu là khó khăn giải pháp ạ? Trước hết tôi phải khẳng định là cái trường hợp bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang đấy, nó chỉ là một ví dụ thôi. Còn trên thực tế thì chúng ta thấy là ở nhiều tỉnh thành, ví dụ như là Quảng Nam, ví dụ như Bắc Ninh, thì cũng đều có cái chuyện bổ nhiệm con của bí thư tỉnh ủy như trường hợp bà Trần Huyền Trang ở Vĩnh Phúc. Nhưng mà chỉ có một điều ngạc nhiên thế này, cán bộ đảng viên nhân dân rất là không hiểu nổi tại sao Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xử lý cái trường hợp con bí thư tỉnh ủy Quảng Nam. Thế nhưng mà các cấp ủy lãnh đạo các cấp, và đặc biệt là Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Phúc, vẫn tiếp tục ngang nhiên bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang, con của bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, bà Hoàng Thị Thúy Lan, vào cái chức vụ là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư. Hiện nay trong thực tế là có nhiều tỉnh, nhiều bộ ngành cũng diễn ra cái chuyện là bổ nhiệm người thân, người nhà là không đúng quy trình, không đúng tiêu chuẩn. Dẫn đến một cái quan ngại trong cán bộ đảng viên nhân dân là vấn đề kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ là chưa tốt. Và để mà không có thêm những trường hợp tương tự diễn ra trong thực tế nữa, thì theo chúng tôi cái khó khăn phải giải quyết ở đây là gì? Là làm thế nào để thực hiện cho đúng cái nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ. Làm thế khó khăn là cấp dưới thường là nể nang, né tránh, sợ cái người cấp trên, nhất là người đứng đầu. Và thứ hai nữa, như anh Can vừa nêu, nhiều khi cấp dưới mặc dù biết sai nhưng mà vẫn tiến hành làm để mà ghi điểm, để mà lấy lòng cấp trên, để mà mình có một cái được một cái gì đó trong tương lai. Thì theo chúng tôi phải giải quyết vấn đề này bằng mấy biện pháp sau đây. Phải có một cái cơ chế hữu hiệu để kiểm soát quyền lực của người đứng đầu. Và cái kiểm soát quyền lực người đứng đầu đấy không dừng ở chủ trương, mà phải kiểm soát quyền lực của người đứng đầu bằng cơ chế chính sách. Và theo nguyên tắc là quyền lực đến đâu thì kiểm soát đến đó. Và phải gắn cái quyền lực với trách nhiệm, gắn quyền hạn với trách nhiệm. Và thứ ba là gì? Là chúng ta phải thực hiện nghiêm cái nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, và phải công khai minh bạch trong công tác cán bộ. Và làm thế nào chúng ta thực hiện nghiêm cái cơ chế chất vấn giải trình trong công tác cán bộ. Một cái giải pháp nữa là gì? Là chúng ta phải thực hiện một cách đồng bộ 8 cái nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Thế rồi thì 2 cái nhiệm vụ trọng tâm và 5 cái đột phá đã được nêu trong nghị quyết 26 ngày 19 tháng 5 2018 của Ban Chấp hành Trung ương
khóa 12 về xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới hạn chế được cái việc mà bổ nhiệm sai cán bộ, mặc dù là vẫn đúng quy trình. Chúng tôi đấy nên tập trung vào để làm sáng rõ những cái vai trò, vị trí, trách nhiệm của tổ chức và của cá nhân. Đấy, ở đây tôi nói thêm một chút đấy, về cái vai trò của các tổ chức cơ quan làm công tác cán bộ. Đó là cái nhóm tham mưu đề xuất. Tất cả những cái vấn đề này đều có cái tham mưu đề xuất cả, chứ không tự nhiên nó ra. Do đó có những cái tham mưu có đề xuất, có ý sáng tạo, có cái mới. Có thể là chúng ta tranh thủ sử dụng được những người có tài. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể không nói đến một vài những cái đề xuất mà có những cái gắn, chúng tôi hay gọi là cài cắm, cứ cài cắm vào những cái ý đồ cá nhân vào đây. Thế do đó mà là những cái phần này nên và cần phải được xử lý đến nơi đến chốn. Nếu chúng ta không xử lý sẽ gây ra trường hợp nhờn luật đấy, hoặc là như người y nó gọi là nhờn thuốc ấy. Và sau này họ thường hay lạm dụng đấy, và cho rằng là mình làm đấy cũng chả sao đâu. Đấy thì đấy có mấy phần để chúng ta lưu ý. Vâng, như vậy chúng ta thấy là người làm công tác tổ chức cán bộ, nhất là người đứng đầu thì cần phải nêu gương trong việc là chọn người xứng đáng, tránh tình trạng thiên lệch đối với người nhà, người thân, và cũng như là tránh cái việc là lợi ích nhóm cánh hầu rồi là cục bộ địa phương. Vậy theo các vị khách mời, chúng ta cần phải phát huy cái hệ thống giám sát, trong đó có giám sát của nhân dân, để có thể đảm bảo việc thực hiện tốt cái việc nêu gương này như thế nào? Chúng ta phải làm sao có một cơ chế để thực hiện cái nguyên tắc, một cái phương châm mà đã nêu trong văn kiện đầu 13 đấy, và quy định của Bộ Chính trị đấy, là dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát trong công tác tổ chức cán bộ. Và chúng ta phải có cơ chế đánh giá cái sự hài lòng của người dân, mà cơ quan đơn vị đó là đánh giá sự hài lòng của cán bộ công chức đối với cái công tác cán bộ và người làm công tác cán bộ. Nó có một hiện tượng thực tế thế này, là cấp ủy lãnh đạo cơ quan tổ chức đơn vị hoặc địa phương bổ nhiệm người này người kia, nhưng mà trong nhân dân, trong cán bộ đảng viên, trong cán bộ công chức viên chức cơ quan đơn vị vẫn có cái xì xào, vẫn có cái bàn tán, họ chưa hài lòng đâu. Vậy thì chúng ta phải có một cơ chế để đánh giá cái sự hài lòng của nhân dân, của cán bộ công chức về cái việc làm của người làm công tác tổ chức cán bộ, và cái việc bổ nhiệm cán bộ đó có đúng hay không đúng. Và theo tôi còn một phải giải pháp nữa là gì? Đảng đã có chủ trương rồi, nhưng mà hiện nay chưa có cơ chế. Cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy phải xử lý những cái đơn thư, những ý kiến phản ánh của nhân dân, của các phương tiện thông tin đại chúng gửi đến cấp ủy, gửi đến người đứng đầu cấp ủy, phản ánh về trường hợp này, trường hợp kia, phản ánh về quy trình này, quy trình kia liên quan công tác cán bộ mà không đúng. Chúng ta đang phải chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, chuẩn bị cho đại hội 14 của đảng. Thì chúng tôi cho rằng là công tác tổ chức cán bộ chuẩn bị cho nhiệm kỳ tới phải làm tốt hơn. Không để cái tình trạng như nhiệm kỳ này, này là mới giữa nhiệm kỳ thôi thì đã tới 14 đồng chí ủy viên trung ương đã bị xử lý. Đã từ lâu rồi. Đấy, chúng ta cứ đưa vào hệ thống chúng ta nhiều người chưa xứng đáng. Đấy, nhiều người mà nhiều khi chúng ta cứ gọi là gạn đục khơi trong, đấy, bó đũa trọ cột cờ, nhưng mà thực ra là chúng ta vẫn còn có những ý thức chủ quan ở đây. Đấy, do đó mà chỉ một thời gian ngắn vừa rồi, một loạt những cái cán bộ từ cao cấp đến trung cấp đến cấp thấp hơn đấy, là vi phạm nhiều, vướng vào vòng lao lý. Đấy là cũng là một cái để chúng ta nhìn nhận lại công tác này. Trước đây những cái hệ thống trong cơ quan tổ chức cán bộ chúng ta từ trên xuống dưới, khi bên cấp thấp hơn ấy mà muốn bổ nhiệm hay đưa người nào làm công tác cán bộ ấy, thì thường phải có ý kiến, xin ý kiến, đồng thuận với ý kiến của cái cơ quan cấp trên. Nhưng hình như là đã lâu lâu rồi chúng tôi cũng thấy không sử dụng cái này một cách mạnh mẽ. Đấy cũng là một cái sơ suất. Xin cảm ơn những phân tích, những đánh giá khách quan nhiều chiều của các vị khách mời ở phần đầu của chương trình. Thưa quý vị, thực tế đang đặt ra yêu cầu đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, định kỳ, đột xuất theo chuyên đề, chuyên ngành, các cơ quan, tham mưu, giúp việc và những người trực tiếp làm công tác cán bộ. Trong đó, cần phát huy hơn nữa vai trò giám sát của Quốc hội,
Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và các cơ quan dân cử, các cơ quan thông tấn, báo chí. Từ đó phát hiện từ sớm, ngăn chặn từ xa, xử lý từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn trong công tác tổ chức cán bộ. Sau khi báo chí phản ánh việc bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc gây xôn xao dư luận, ngày 1 tháng 3 năm 2021, ông Nguyễn Bá Huy, trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ký văn bản báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Văn bản này nêu rõ, việc thực hiện bổ nhiệm đồng chí Trang thực hiện đúng các quy trình quy định, đã thực hiện đầy đủ theo quy trình 5 bước về công tác cán bộ, đã được Ban Thường vụ tỉnh ủy phân tích, xem xét một cách thấu đáo trên cơ sở đề xuất của Ban Tổ chức tỉnh ủy và bỏ phiếu kín biểu quyết khách quan và đạt số phiếu cao 14 trên 14 phiếu bằng 100%. Ban Tổ chức tỉnh ủy Vĩnh Phúc còn khẳng định việc bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang là khách quan, minh bạch, không có sức ép, không có áp lực. Quan điểm của Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Phúc là mọi cán bộ đều bình đẳng trước các cơ hội phát triển. Tuy nhiên, trong các ngày 18, 19, 22 tháng 3 năm 2021, tại kỳ họp thứ 2 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhận thấy Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định về trách nhiệm nêu gương và các quy định của Đảng, Nhà nước trong việc bổ nhiệm một số cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Phúc thu hồi, hủy bỏ các nghị quyết, quyết định không đúng quy định về công tác cán bộ, đồng thời kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân có liên quan. Kết luận là vậy, thế nhưng việc xử lý trách nhiệm những cá nhân tổ chức có liên quan như thế nào thì đến nay vẫn là một dấu hỏi. Theo các vị khách mời thì tổ chức và cá nhân nào đã vi phạm trong việc bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang ạ? Về mặt tổ chức ấy, thì có cái sai phạm của Ban Tổ chức tỉnh ủy Vĩnh Phúc với tư cách là cơ quan tham mưu về công tác cán bộ. Và có cái sai phạm của Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Phúc là cơ quan quyết định bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang. Về cá nhân ấy, thì chúng tôi thấy là cá nhân của cán bộ của Ban Tổ chức tỉnh ủy tham mưu về trường hợp này. Và thứ hai là cá nhân của đồng chí trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy Vĩnh Phúc là người chịu trách nhiệm đứng đầu cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ. Và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, đứng đầu Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Phúc đó là bà, chính bà Bí thư tỉnh ủy Thúy Lan. Cái đó là rất rõ rồi. Những cái người mà chịu trách nhiệm trong những trường hợp cụ thể này ấy, trước hết là chúng ta thấy là cấp ủy Đảng. Cấp ủy Đảng ở đây chúng tôi muốn nói đến là tập thể và cá nhân. Bên cạnh đó, hệ thống nội vụ là có liên quan. Anh đề xuất vào những cái vị trí khác nhau. Mặc dù có những trường hợp anh phải thực hiện những ý kiến chỉ đạo, nhưng mà trong những cái trường hợp cụ thể anh phải có ý kiến của mình. Đấy là cái nhóm thứ hai mà chúng ta thấy liên quan ở đây. Nhóm thứ ba ở đây là cái liên quan ở mức độ vừa phải. Tức là những cái đơn vị mà nằm trong cái hệ thống chúng ta phải kiểm tra, phải giám sát, phải có ý kiến. Và còn một cái phần nữa chúng ta cũng phải chú ý vào, đấy là các cá nhân, các đương sự phải ý thức về việc này. Chứ không thể là biết mình được đẩy đến chỗ nọ, đẩy đến chỗ kia, cũng biết là khả năng mình đến đâu chứ, nhận thức được chứ. Đấy, nhưng mà cứ nước nổi bèo nổi. Theo quyết định 205 ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền, thì những cá nhân tổ chức vi phạm trong việc bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang cần bị xử lý như thế nào? Theo điều 9 của quy định 205 thì tập thể và cá nhân mà có sai phạm như vậy thì phải kiểm điểm và xử lý theo quy định. Và quy định ở đây là gì? Là phải đình chỉ công tác hoặc đình chỉ chức vụ. Thế rồi thì cấp có thẩm quyền ấy, phải đưa ra khỏi quy hoạch, đưa ra khỏi cái diện mà xem xét bổ nhiệm, giới thiệu bầu cử và chức vụ cao hơn. Thế rồi không tiến hành bổ nhiệm lại những cán bộ như vậy. Và đối với những cán bộ chuyên viên làm trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thì phải đưa ra khỏi lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ, chuyển sang công tác khác.
và phải thu hồi những quyết định mà đã ban hành không đúng thẩm quyền. Thì theo tôi nghiên cứu thì cái quy định 205 của Bộ Chính trị đã quy định rất rõ, phải xử lý cả tập thể, xử lý cả cá nhân mà có sai phạm trong trường hợp này. Điển hình như chúng ta thấy đấy, trường hợp con bí thư tỉnh ủy Quảng Nam thì không những là xử lý thu hồi quyết định của con bí thư tỉnh ủy Quảng Nam mà còn xử lý cả ông bí thư tỉnh ủy Quảng Nam lúc bây giờ. Nhưng mà hiện nay sau khi thu hồi quyết định bổ nhiệm thì chúng tôi thấy chưa có xử lý ở Vĩnh Phúc. Có nhiều vị trí theo tôi nên luân chuyển, nên anh ta nên không làm được cái vị trí ấy nữa, hay là anh xin rút khỏi những vị trí ấy trước khi mà chúng ta cần phải xử lý một cách rõ ràng. Chứ không thể anh vẫn ngồi ở những cái vị trí ấy và anh vẫn làm những công việc ấy, anh vẫn ký như thế. Đấy. Chúng ta nếu mà chậm xử lý phần này gây ra cái dư luận không tốt, đấy, không chỉ trong hệ thống công vụ mà trong cả công tác tổ chức cán bộ chúng ta nữa. Mạnh tay trong cái vấn đề này thì mới gây được những cái niềm tin của công chúng vào cái nền công vụ này. Một cái bộ máy hoạt động dường như nhịp nhàng nhưng mà nó lại được sự chỉ đạo bằng một cái thứ quyền lực nào đó, đấy, mà chúng ta có thể là ai cũng biết nhưng mà thường người ta không chỉ ra được rõ ràng. Nhưng khi phần cuối cùng mà chúng ta thấy được cái quyết định đó ai ký, đấy, người đó phải chịu trách nhiệm. Đấy. Bộ phận nào tham mưu trình lên, người đó phải chịu trách nhiệm. Rõ ràng là chúng ta phải làm một cái cuộc xem xét lại vấn đề này. Từ những cái việc rà soát, báo cáo, giải trình, quy trách nhiệm đối với cá nhân, đặc biệt là những cá nhân và tập thể mà chứng minh rằng cái việc bổ nhiệm là đúng. Đấy, thì những người đó là cần phải xem xét lại. Rõ ràng đã lúc chúng ta phải chỉ mặt đặt tên một số những vị trí. Anh ký đấy, anh phải chịu trách nhiệm. Đấy là cái thứ nhất. Anh tham mưu đấy, anh phải chịu trách nhiệm. Đấy, và có những cái cá nhân và các đơn vị liên quan, anh được hỏi ý kiến trong cái giám sát của các đơn vị, các đoàn thể, thì anh cũng phải xem xét nhìn nhận lại. Tôi xin bình luận thêm một tí thế này. Qua ý kiến của anh Can ấy, thì chúng ta thấy là nhiều khi đấy, người đứng đầu đấy mượn cái quy trình tập trung dân chủ để thực hiện ý đồ riêng của mình. Tức là quá trình đưa ra xin ý kiến bỏ phiếu của tập thể thường vụ nhiều khi lại là hợp thức hóa cái ý kiến của người đứng đầu, mà cụ thể đây là bí thư tỉnh ủy. Đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai đấy, tôi xin thưa với anh Can là nhiều khi cái người cán bộ ở ban tổ chức tỉnh ủy có tờ trình lên, nhưng mà cái tờ trình ấy là bị một cái quyền lực mềm của bí thư tỉnh ủy mà anh không thể không trình. Và thứ ba nữa là anh nói là người ký, thì trường hợp bổ nhiệm con bí thư tỉnh ủy thì chắc là đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy phải ký thôi. Và vì không có người không có bản lĩnh, người không có sức chiến đấu, tự phê bình và phê bình không cao, cho nên là nhiều khi anh ấy ký, trong thâm tâm anh không muốn ký, nhưng mà nhiều anh buộc phải ký. Nó có trường hợp cụ thể thế chứ, buộc phải ký, bởi vì là không, bí thư tỉnh ủy không thể ký bổ nhiệm cho con mình được, thì phải đẩy cho phó bí thư thường trực tỉnh ủy ký. Và nhiều khi nếu mà phó bí thư thường trực tỉnh ủy là cái người mà không có bản lĩnh, là cái người mà không dám đấu tranh thì ký thôi. Và nếu mà chúng ta nói là người ký chịu trách nhiệm thì cũng là đúng một phần, nhưng mà nhiều khi nó bị một cái sức mạnh mềm, tôi nói gì đó, cái quyền lực mềm nó chi phối mà anh không thể không làm. Dạ vâng, rất sâu sắc ạ. Vậy thì qua vụ việc này chúng ta có thể rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc như thế nào đối với việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong công tác tổ chức cán bộ? Đây là một vấn đề nhạy cảm, phức tạp. Đấy. Nhưng qua những trường hợp cụ thể này và một số những trường hợp khác mà chúng ta cũng đã nắm bắt được, thì chúng ta thấy rằng là cái vấn đề đầu tiên mà chúng ta nêu ra đó là vấn đề kiểm soát quyền lực. Mà như lúc đầu chúng ta nói đấy, phải nhốt quyền lực trong lồng cơ chế đấy, thì cái quan trọng từng bước phải hoàn thiện cái hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, những cái quy định để làm sao anh không thể làm trái được, anh không được phép làm trái được, mà anh không dám làm trái, thì khi đó chúng ta mới có thể an tâm một phần nào về cái phần này. Cái thứ hai
là nêu cao vai trò giám sát, kiểm tra của các đơn vị, các đoàn thể trong hệ thống chính trị, rồi là dư luận của quần chúng nhân dân. Đấy là cái thứ hai mà chúng ta thấy là một cái bài học sâu sắc đến cái vai trò này. Cái thứ ba ấy, đấy là cái trách nhiệm, vai trò của các cấp ủy, của các đơn vị người đứng đầu, đơn vị, cơ quan, mà đặc biệt là các cơ quan về tổ chức cán bộ trong phần này. Đấy, nếu chúng ta lơ là trách nhiệm, nếu chúng ta lơ là về cái xem xét xử lý tiêu cực, thì nó có cái tai hại ảnh hưởng rất lớn ở trong cái phần này. Và cái thứ ba, một cái bài học nữa mà chúng tôi cũng thấy được là cách thức xử lý. Đấy, phải xử lý kịp thời, khen kịp thời, xử lý kịp thời, không để dây dưa. Bởi vì những để như thế thì chúng ta đã mất niềm tin của công chúng, của cán bộ, công chức, viên chức và cái hoạt động của tổ chức cán bộ. Phải tăng cường cái kiểm tra, giám sát, kiểm soát cái công tác tổ chức cán bộ, đặc biệt là kiểm tra quyền lực của người đứng đầu đối với công tác tổ chức cán bộ, và xử lý nghiêm những cái người mà làm sai quy định về công tác tổ chức cán bộ, đặc biệt là cái vấn đề là bổ nhiệm người nhà, bổ nhiệm người thân, bổ nhiệm cánh hầu, bổ nhiệm người cùng địa phương, lợi ích nhóm vân vân. Thì những trường hợp này theo tôi là phải xử lý thật nghiêm để mà làm gương cho những người khác. Như đồng chí Tổng Bí Thư nói, kiểm soát quyền lực ngay trong cơ quan làm công tác tổ chức cán bộ. Và quy định 2 năm 2 liền 5 cũng quy định rất rõ, tức là người làm tổ chức cán bộ phải khách quan công tâm, không được tiếp xúc với nhân sự sắp được bổ nhiệm, rồi thì không được vòi vĩnh, không được làm các cái chuyện. Cái đó quy định 2005 đã quy định rất rõ. Và đặc biệt hiện nay chúng ta có một cơ chế phải luân chuyển thường xuyên cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ, và không được để cho một người làm công tác tổ chức cán bộ quá một nhiệm kỳ. Đây là quy định của Đảng đó. Và theo tôi là chúng ta nên luân chuyển không phải trong một địa phương, mà luân chuyển giữa các địa phương với nhau. Ví dụ trưởng ban tổ chức tỉnh ủy không phải là người địa phương, hiện nay chúng ta mới dừng là bí thư tỉnh ủy không phải là người địa phương. Và đặc biệt suy cho cùng vẫn là con người thôi, vẫn là cán bộ, tức là phải nêu gương. Mà nêu gương trước hết đây là nêu gương trong công tác tổ chức cán bộ. Mà trong công tác cán bộ, tôi tin rằng là ở các địa phương, ở các cơ quan đơn vị mà đồng chí bí thư cấp ủy là người gương mẫu, là người nêu gương về công tác tổ chức cán bộ, không có chuyện bổ nhiệm người nhà, người thân cánh hầu, người đồng hương, người trong nhóm lợi ích của mình, mà hoàn toàn dựa vào lợi ích chung để mà chọn cán bộ xứng đáng, thì tôi tin là công tác cán bộ của chúng ta sẽ tốt. Xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay và có rất nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn và rất trách nhiệm. Vâng, thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình luận đàm bằng những lời phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng ngày 25 tháng 6 năm 2018. Theo đó, Tổng Bí thư yêu cầu kiểm tra toàn diện công tác cán bộ, tập trung khắc phục bằng được những yếu kém trong công tác cán bộ. Cấp ủy, tổ chức đảng, bộ ngành, chính quyền các cấp và cán bộ đảng viên phải nhận diện rõ, đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với các việc làm sai trái, lợi ích nhóm, mưu lợi cá nhân, với các đối tượng có biểu hiện hành vi chạy chức, chạy quyền, bảo vệ cái đúng, chỉ rõ cái sai, can ngăn những việc làm chưa đúng, phát hiện và xử lý kịp thời việc lạm dụng, lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ, hoặc tiếp tay cho chạy chức chạy quyền, kiên quyết hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân sai phạm có hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ, thực hiện có hiệu quả chủ trương bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện, không phải là người địa phương. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và quý vị khán giả.